Đây, chào các bác. Các bác có biết đây là cái gì không các bác? Đây các bác. Sợ chưa các bác? Hôm trước nhà tôi có thịt chim cho đám này. Thì bán cũng hết, còn một ít là trễ này. Và trứng non của con chim cút đấy các bác. Này tôi luộc cái này để ăn bữa trưa rồi các bác. Thì khi các bác luộc cái này đấy, nó có cái mùi của chim đấy, mùi của nội tạng, của gà, của vịt cũng thế đấy các bác. Thì các bác cho thêm một hoặc hai nhánh sả và có gừng cũng được, thì nó sẽ chế bớt cái mùi tanh của cái nội tạng này, cái nội tâm của con chim cút này này. Đấy, này này, tim này, trứng non này và trễ này, con chim cút đây các bác. Mình nhà tôi làm chim cút nhận làm đám mà các bác. Hôm trước thì cũng được nhiều chim này, bán nó còn một ít này. Hôm nay tôi sẽ đem đi luộc đây các bác. Ra thêm thì cũng không có cái gì đâu, thêm hai cây sả nữa. Bây giờ tôi đi đun các bác. Tôi đã chuẩn bị nồi nước rồi các bác. Giờ tôi sẽ cho sả này vào trước, đun cùng lẫn nước cho nó thơm các bác. Các bác đun nước nó sôi lên đấy, thì các bác hãy cho trứng non và trễ và chim vào các bác. Bây giờ tôi sẽ chờ cho nó sôi nước cái xong, bắt đầu tôi sẽ cho những cái vào sau. Nước đã sôi rồi các bác, bây giờ tôi sẽ cho trứng trễ và cái này vào các bác nhé. Tôi cho vào đây là các bác. Cái này nó cũng rất nhanh chín các bác. Đây, tôi sẽ lại vung lại cho nó sôi trở lại. Cái này cho mì chính mấy bột canh vào, nó thế là xong. Sôi nước là thôi, tôi tắt bỏ cho nó sẽ không bị khô. Nó sôi chín rồi ạ. Thôi tôi tắt cái bếp này các bạn. Chín rồi, cái này nhanh chín lắm. Cho ra đĩa để biến cơm.
chim này các bác, chim cút đây các bác. Đây là đàn cơm. Hôm nay nhà tôi chỉ có canh rau bí và cái chim luộc.